Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Boomer Gaming. Rồi Boom ơi, hôm nay thời tiết tận 30 độ ạ. Tủ lạnh còn hết nước nữa. Bây giờ em dẫn chị đi mua đồ đi. Hết nước nhưng mà em cũng hết tiền rồi. Trước em vừa được mẹ cho tiền dốc, em tiêu gì mà nhanh thế. Em để tiền để có mua bình chi linh đấy chứ. Mà bây giờ khát nước, mình đi mua nước đi ạ. Được rồi các bạn ơi, chị bơ lề nha lề nhè từ sáng đến giờ. Mình lại phải dẫn chị Bơ đi siêu thị để mua nước. Nhưng mà mình cũng tiện thể mình mua thêm cả bình chi linh luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đưa chị Bơ đến siêu thị nha. Let's go. Trước khi đi các bạn hãy nhớ ấn like video và nhớ đăng ký kênh cho bọn mình nhá. Và tên cái siêu thị này đó chính là siêu thị của ông Jumi. Chắc ông Jumi này là ông làm chủ tịch của cái siêu thị này ấy nhỉ? Đúng rồi đấy chị ạ. Tuy người ông đấy hơi đô một tí nhưng mà chắc là ông này bán nhiều đồ ngon lắm. Đúng rồi. Rồi đi vào thôi. Rồi chị ơi, mình đã đứng ở cửa của cửa siêu thị rồi đây. Đúng là cái chữ supermarket, đúng là siêu thị đây rồi. Đó ông Hải ơi, rồi ông Jumi này đang đứng vươn vai dài cổ là chắc đang tập thể dục đấy. Chị nghĩ là chắc ra đón chúng mình vào mua đồ đấy. Được của nó đấy. Đúng rồi. Thôi đi vào thôi. Ok, chúng mình sẽ vào luôn. Ô, ông này đang xem camera này. Camera nhiễu sóng rồi. Ui, cái này bị hỏng rồi này. Ông ơi, ông thay cửa, thay cái đấy đi nha. Ui, cái gì đây này? Bấm nút gì đây? Ô, ông này miệng hơi rộng nha. Nhưng mà mình vào đây mua đồ mà. Cái gì nữa đây này? Sao lại đâu khóa cửa lại? Toàn thật rồi bố em mà. Chết rồi, siêu thị đóng cửa rồi, mình bị nhốt rồi à. Ôi chị ơi, đây này, sao những người nhân viên ở đây lại bảo cái gì ấy? Chán quá nhở? Tôi chán quá, tôi đang đói. Lạ thật đấy, hay là ông Jumi này, ông hành hạ mọi người của công ty này nhở? Ông có cái siêu thị này. Khả năng ông Jumi này là quản lý ở đây thôi chị ạ. À. Nhưng mà ông đấy là quái vật đây. Ôi trời ơi. Đúng rồi. Ô, có anh này đang mặt vừa hoảng hốt xong lại thích thú rồi. Anh ơi, cầm cái kem ngon thế cho em xin một miếng được không? Em hỏi đường về đi. Anh ơi, đường về ở đâu? Đường về đi thì bên hướng tây phải. Hiểu kiểu gì? À đây, đường về bên hướng tây phải đây. Ui dễ thế, anh ơi, em biết thừa à. Em chỉ hỏi trêu anh thôi. Rồi, bây giờ mình phải... Bên này có cái gì ấy? Ui, ở đây là... Bình chi linh à? Không, đây là... hình như đây bình chi linh chị ạ. Cái còn bên này? Bên này là máy bay phản lực. Ừ, bên kia là lò xo. Lò xo, cái này là súng móc câu. Ui, ở đây là... Nhưng mình phải lé như thế này đúng không? Lé? Đúng rồi. Không phải lé chị ơi. Không phải lé. Mà là mình phải nhảy lên những cái hộp này này. Đây, ở đây có một hộp sữa này. Ok. Đây là hộp ngũ cốc này. Ôi trời ơi, chết rồi. Ôi trời ơi. Trời ơi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi. Nhảy lên cái hộp sữa này. Nhảy lên cái hộp ngũ cốc này. Ô, mình nhận cái gì ạ? Những cái gì đỏ 1/25 này. Ngon. Của miễn phí. Kệ, không sao hết. Đúng rồi, lại một hộp ngũ cốc nữa, lại nhảy lên một hộp sữa. Rồi, cứ nhảy hộp sữa, hộp ngũ cốc ấy rồi. Rồi, mình sẽ chọn, đây là ngũ cốc chị ạ. Ngũ cốc của chị giống tưởng kẹo bạc hà. Ở đây là một đống tương ớt với cả tương cà này. Em thử nếm một tí xem được gì không? Em nghĩ không đúng đâu, em nghĩ không được đâu, mình phải nhảy qua đây đấy. Đấy, thấy chưa? Em thử nếm một tí xem được gì không? Đồ ngu. Rồi, lại đây. Đấy, nhảy cho. Chặt thế thì sao, dễ không à? Ui, siêu thị này to trà bá lửa luôn. Cửa hàng nhà ông này nắm đồ ăn thế. Ui, ở đây có cả xúc xích hay sao này? Ở đâu? Đây là thịt cá. Thịt cá à? Kia là kẹo 7 màu hay không ấy em? Đây là kem 7 màu đấy, bình chi linh size lớn luôn đấy. XXL. Đây là quầy sô-cô-la này. Đây tương ớt này. Đây là... Đây không phải tương cà, đây là phô mai. Còn cái xanh xanh này là gì em không biết. Bên kia có sữa à? Đây có sữa, con bò cười. Có cái đỏ lại miễn phí như em luôn anh cơ. Nhận luôn. Đây cái như là biểu tượng Roblox ấy nhỉ. Miễn phí, ngon. Rồi. Ủa, ở đây như ô, nhưng mà có ông Omi kéo đang đuổi em hay không ấy? Ủa, cái gì thế này? Cái gì đây? Ôi, em có làm gì đâu, bọn cháu vào mua đồ mà. Ôi, cái gì đây chú ơi? Ôi, trời ơi. Ôi, cháu đi mua đồ mà chú đang ngắm đồ, chú không cho cháu ngắm luôn nè. Ôi, ông lại có ba mắt này, mắt chỉ đỏ. Why are you running? Ôi, ông ấy đang ngủ à? Hóa ra lấy giờ ông ấy đang ngủ. Thế thì em phải chạy ngay đi, khỏi ông ấy bắt được em. Đúng rồi, tại mình đứng ngắm đồ nhiều quá, ông ấy biết. Bên kia có cái gì? Ông ấy gừ. Một cái luôn. Dạ ơi.
đi vào cái bãi nước này cũng bị ông đấy túm luôn. Đồ ăn hại. Rồi chị ơi, ông đấy vẫn đang ngủ kho 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 kho. Ông đấy phát điên lên rồi. Biết gì rồi, biết em rồi. Ui, ôi, ôi, sát 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 luôn, ông đấy sát 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 luôn, ông đấy sát 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 em luôn. Mũi tên lên rồi. Mình lên đây nè, ông ấy tự ngã này. Rồi chị ơi, ông đấy ngủ rồi. Ngủ như con cú luôn này. Thôi mồm con méo sạch nó ngủ vẫn còn. Thoát khỏi đây đây. Chưa kịp mua cái gì ông đấy đã phát điên lên rồi. Okay. Ui, ở đây bán hamburger big size luôn chị ơi. Wow. Ngon luôn. Đang đói nữa. Nhưng mà cái mục tiêu của em đến đây chỉ bút binh chí linh thôi mà không được. Không có, lại còn bị nhốt nữa đây này. Shop đang sale kìa em ơi. Shop đang sale nhưng mà mình không đủ tiền đâu. Mình chỉ đủ tiền mua đồ kia thôi. Ui. Ở đây là gì đây? Đây là đồ chơi. Lego à? Lego chị ơi. Ôi giời. Lego của Roblox. Thôi, cái Lego mình không thích đâu. Bây giờ mình thích về cơ. Khả năng mình phải nhảy qua những cái ô này rồi. Ở đây lại có một cái Roblox đỏ đây này. Ngon. Ngon luôn. Đây 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 đây. Đây nữa. Rồi, có 6 cái Roblox đỏ rồi. Ui, một cửa hàng bánh Dollars. À đây cái hộp sữa gì này. Nhưng mà mình có nhặt được đâu. Rồi, ở đây là một cái bánh gấu. Mình người ta mà không cho mình xin thì mình mượn hẳn một gấu. Ê, Hùng Quân à, đây có chú cảnh sát này chị ơi. Cảnh sát à? Mình phải báo cảnh sát thôi. Báo cảnh sát thì mà phải thoát được gây thì mới báo cảnh sát được chứ. Chú ơi, chú lại chỉ ra bức tranh mà thôi. Lại cái anh cầm binh chi linh này. Anh này không cho mình binh chi linh thì thôi đi. Sao đường chính em không đi, em lại đi cái đường nhân nhúc này hả Bun? Chị ơi, sau bao nhiêu lần chơi game em chết em biết rồi. Những cái mảng này là sữa độc đấy. Độc à? Đúng rồi, đây này. Chỉ những hộp đứng trên này là mình sống thôi, ở dưới này là sữa độc đấy. Thông minh đấy. Các bạn này đi trên cái này được nhận, bình thường phải nhảy vào đây chứ nhở? Chắc bạn này bị nhầm lẫn gì rồi, phải nhảy lên đây này. À, hóa ra chỗ bãi nước này là mình dẫm vào được, mình phải lế vào cái phần cái mút này. Ôi, em không nhận được cái kia rồi. Rồi, đến đâu? Đến khu vui chơi. Vui chơi, yeah. Đi theo hướng gym là cái gì? Rồi, đi vào đây. Uầy, mình được vào khu vui chơi, mình cứ đi mua đồ thôi mà vào hẳn khu vui chơi. Ui, đây là lại bóng lừa đó chị ạ. À. Đây là bóng 2D, bóng này bóng dán. Ui, trời ơi, cái siêu thị này bất ổn quá. Thế mình không chơi ở đây được thì mình lên trên kia kiểu gì ta? Đi vào, nhảy lên đâu ta? Không, lại ở đây đây có một đường này. Ôi, đây là cái trò gì mình cũng không biết luôn. Đấm bốc. Really nigga. Và đây mình cũng biết quý. Của những phí là hơi nghi ngờ nha em nha. Không sao đâu chị em, mấy bạn này chơi vui lắm này. Bạn ơi, nhảy tưng 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 không? Có cái cầu trượt kiểu dài lắm, mình trèo lên đấy xem nào. Đi theo cùng bạn này này. Bạn này chết trước mình, không sao. Bạn ơi, đợi tí. Đợi mình nữa. Lên đấy nè. Đó, bạn này không biết gì cả. Lên đây, tuôn cầu trượt, nhanh lên. Cầu trượt này. Bạn ơi, nhanh lên, mình chờ. Ngọc thế. Ui xì, cầu trượt vòm tuôn vui như này không thích. Tui. Rồi, vòm. Thế thôi, em đang lớn. Em không dậy được á. Em ngất trên lên đất rồi chị ơi. Ui giời ơi. Dậy. Rồi, ok rồi. Đấy. Ồ. Đây bán gấu bông kìa. Ui, ở đây mua một đống gấu bông luôn. Bán của con này như... Đây chị đố chị biết con màu tím là con gì luôn. Con trâu. Bị đen à? Đây là con hà mã đây. Đây nè, con hà mã đây nè. Lần đầu tiên chị nhìn thấy hà mã. Con hà mã gì nhìn như cái quả cà tím ạ. Thì thế mà giống con trâu, con bò. Thế đây, con này con gì? Con màu khỉ cam. Có nhớ chưa? Thuận luôn, mình sẽ lấy cả một con để mình lấy con hà mã này đây. Lấy được không? Không được chị ơi. Không được, không đủ tiền. Chán ghê luôn ạ. Ôi bảo mẹ. Mình bây giờ mình phải nhảy lên những quả bóng này. Wow rồi. Rồi. Đơn giản. Ây giời, tí thí nghiệm quả đấy luôn chị ạ. Quả đấy em mấp mé vào đây luôn này. May các cụ gánh còng lưng em. Ui. Ở đây là cửa hàng thực phẩm chị ạ. Chuối. Chuối nè, có cả quả dứa nè, quả táo. Táo. Không phải cả quả chua. Thế nhưng mà đây là những cái gì ấy nhỉ? Đây là những linh kiện của cái gì ạ? Linh kiện của máy quay gì ạ? Ừ, máy móc, linh kiện của máy móc vậy nhỉ? Đúng rồi, mình phải đi lấy cái này ra. Ui. Cái gì đây? Người ta ném chuối à? Ui, cái chuối với cả cái quả táo kia nó tự bay à? À, có nghĩa là em phải lé ra không? Nó em biết rồi. Ui. Wow. Ui, cửa cái siêu thị này lừa nhau thật đấy. Siêu thị tự động. Đi qua cửa hàng. Đi qua cửa hàng. Đi vào. Ok, wow, đây là một cái thư viện nè. Wow, lại thêm một cái Roblox ấy. Lại nhạt, lại ngon. Ui, nhưng mà hình như đây là thư viện ảo ấy. Đây toàn tranh thôi.
Tôi toàn hình ảnh là con lấy được cái gì đâu. Ủa, thế bây giờ mình phải đi đâu đây? Mình phải thoát ra khỏi đây. À đây 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 đây. Đó, một cái roadblock nữa. Nhặt luôn. Nhặt luôn. Đây là cái đường này chỉ ra cho mình là cái khu này đang xây dựng chứ nha. À đi theo bạn kia kìa, bạn kia vừa leo lên đây đấy. Rồi đây mình đi trèo lên đây, khu này đang xây dựng. Ôi trời ơi. Ghê quá. Đây, đá gạch kia các thứ này mình rơi xuống đây cái mình niệm luôn. Ôi ôi. Mình đi về chào các cụ luôn. Kì ghê thế. Bạn này đi nhanh lên, đi rõ chậm mà. Rồi qua này. Rồi. Tiếp tục. Rồi mình phải vượt qua những cái miếng phô mai này. Lên, qua đây. Được không em mà, dễ không em mà. Bánh bánh bánh. Đây rồi. Nhảy lên em lấy về cho chị một cái. Lấy. Không ui. Lấy được. Rồi. Thế mà lúc nãy chị bảo nhặt cũng nhặt. Em chỉ giả lừa chị thôi. Quần áo, đến hàng quần áo rồi. Nếu không mua được trên đấy nhặt dưới này đi. Ok. Đó. Dễ thế này mà em không qua được thì chịu. Ê. Em rồi, qua rồi. Ừ, có một bạn rồi, tính hết rồi. Ở đây bạn bán trường chị ơi. Bán ván trơn cả quần áo kêu luôn kìa. Ui, ngầu thật sự luôn. Cái quần áo này, quần áo gọi là dốc cơ đấy. Rồi, bây giờ mình phải đi vào đây. U, đây là cái nhà gì đây? Yeah. À, đây là cái kho. Con mèo. Ôi, có ấy. Bạn, có bạn. Có bạn, bạn đây. Bạn mèo ngáo ngơ đeo nơ à? Cả nên dùng cái kho này để kiểm hàng. À, quên mất mình đang đi mua hàng mà sao mình phải kiểm hàng ta? Có một cái roadblock rồi. Nhặt. Ôi, lên đây kiểu gì nữa ta? Rồi. Cao quá rồi đấy Bùn ơi. Mình đi vào một cái ống thông gió đâu này? Đúng không? Đúng không? Không. Ừ, phải cần phải mở ống thông gió này, hóa ra không phải mình đi thẳng vào luôn. Mình đi vào đâu đây ạ? Đây là cái quạt mà, cái phải có cái cối xay gió đâu. Thế à? Ở đây làm gì có cối xay gió. Ôi giời, em đi cẩn thận của nó đang quay vòng tròn đấy. Ui cái này quay chậm không ấy mà em đi vèo cái qua luôn. Rồi. Rồi, ui đấy cái bạn này gà như mình vậy. Như cả người ngoài hành tinh chị ạ. Ôi giời, ghê thế. Sợ thật đấy. Mình đi vào đâu đây? Mình đi vào đâu đây? Ui, nhìn ảo giác thế nhỉ? Có mũi tên đấy, em đi theo đường mũi tên. Đúng rồi. Ôi, cái đường này nhìn ảo giác quá ta. Không có lẽ nào bạn kia là người ngoài hành tinh. Thì mình ra tận ngoài hố đen của vũ trụ à? Ý! Đang xuất khỏi trái đất à? Ui, trời ơi, thôi vẫn phải đi thôi chứ, có mới một đường. À, không, mày qua, mình tưởng mình đang xuất khỏi trái đất luôn. Mình nghĩ nhiều quá, mình ảo giác rồi. Cửa này lại bị chặn. Ui, bạn này không cho mình kèm, cứ nói lên ta lên thiên cái gì ạ? Vào. Đi vào cái cửa này là được chứ gì? Ui, đùi gà! Yeah. Thơm thế nhở? Thơm à? Ui giời ơi. Thế là mình phải lé nó ra chứ không mình, phải là mình gọi bạn đấy mà bạn đấy cũng tin, bạn đấy vào ăn cùng mình thật. Bạn này ngáo thật ấy, ngáo giống mình. Rồi mình phải... Wow, nhiều đùi gà thế nhở? Nhảy qua cái hộp này đây. Mà toàn đùi gà tẩm ướp hỏng thôi. Dưới này nha, chắc là toàn cái dung dịch hoặc là cái dung môi nó ô nhiễm thôi. Eww. Rồi, mình lại phải nhảy qua những cái ô này à? Chắc vậy. Chắc chắn là như vậy rồi chị. Kinh nghiệm của em nó nhiều lắm rồi. Nhặt rồi. Em được 18 cái rồi đây nè. Quá siêu. Ôi, lên thang máy. Ôi, mình lại vào phòng kho chị ạ. Cái siêu thị này lắm kho đấy nhở. Ôi, xoay. Ui, chị nhìn thấy cái gì đấy không? Bóng bóng. Rổ trứng. Đã rổ trứng à? Cần quà cho mình hay sao ý? Uầy, chị đê. Tí báo cảnh công an về thu hết về. Rồi. Đây, đi đâu? Có một cái cửa này. Có cái xe này. Xe này ủn cho mình qua. Không qua được chứ. Không qua được. Mình phải đi mắc về. Mắc rồi. Ở đây này có một cái cửa. Lại ông này nữa. Đã không cho kìm. Qua đường ra. Đường ra một cửa. Ôi. Mình thoát khỏi đấy siêu thị đấy ra rồi chị ơi. Ôi trời ơi. May yeah. quá. Ôi trời ơi. Ôi. Rồi lại. Rồi đi. Qua rồi. Ui cái đoạn chỗ này khó quá, chỗ này khó quá. Ui mày qua. Tí nữa thì bị đâm. Tí nữa mình bị đâm bạn ạ. Có một cái roblox. Nhặt. Nhặt được 19 cái rồi. Nhanh chóng chạy đi đến điểm an toàn. Ô chạy đến điểm an toàn. Là chạy đi đâu? Chạy theo hướng mũi tên. À. Đây có loot gì này? Ui mình lại được uống loot tăng lực chị ạ. Uầy. Wow, hóa vàng luôn. Rồi. Nhanh chưa. Đây là đâu đây? Ôi pizza càng pizza. Nhưng mà mình đóng cửa rồi. Chưa... Đây này mình thoát ông đấy khóc đây nè. Tôi chỉ muốn thêm khách hàng. À bị ông này bị công an bắt rồi. Ôi trời ơi yeah. Yes. Không biết ai đã báo công an cho chúng mình. Hùi mày quá. Thôi rồi các bạn ơi, mình và chị Bơ vừa thoát được cái siêu thị của ông quản lý điên rồi.
Có lẽ là chúng mình lên kiếm một cái cửa hàng là bé bé mình chúng mình mua thôi. Đúng chứ rồi. Đến cái siêu thị lại to có ông đối phát điên lên ông để bắt chúng mình tiếp thì chết. Đến cái siêu thị nào nó uy tín một tí. Rồi các bạn ơi, thấy video này hay các bạn hãy cho chúng mình xin một like, một đăng ký kênh và nhớ xem quảng cáo nha các bạn. Rồi bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Còn bây giờ chúng mình đi tìm cái siêu thị nó mới hơn đi. Rồi let's go.